Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Loan. Hôm nay thì Loan xin giới thiệu với cả nhà một món bánh ở Romania. Món bánh này có tên gọi là papanasi. Nguyên liệu chính của món bánh này làm từ phô mai tươi, bột mì và trứng gà. Thì nguyên liệu cũng không có gì đặc biệt, nhưng kết hợp lại những cái hương vị thì bánh cho ra một cái bánh rất là ngon. Nếu cả nhà yêu thích món bánh papanasi thì mời cả nhà vào bếp cùng theo dõi cái cách Loan làm bánh nha. Nguyên liệu để làm bánh papanasi thì mình sẽ có 500g phô mai tươi, 300g bột mì, 2 quả trứng gà, 40g sữa tươi ấm, 1/2 thìa cà phê muối, 1 muỗng giỏ cam, 5g men nở, 1 ống hương vanilla và 1 ống hương chanh. Bước đầu tiên thì Loan sẽ cho 5g men nở vào trong cái sữa tươi ấm này ha. Sau đó thì Loan sẽ cho thêm một ít bột mì. Mình sẽ khuấy đều lên. Sau đó thì mình sẽ đem đi ủ men từ 3 đến 5 phút. Loan sẽ cho cái phô mai này vào trong cái thau lớn ha. Sau đó thì Loan sẽ dầm ra. Thì phô mai này nó sẽ có cái vị chua và lạt, không béo và không ngọt. Dầm phô mai rồi thì Loan sẽ cho thêm vào 2 quả trứng gà, 1/2 thìa cà phê muối, 1 muỗng giỏ cam hoặc là giỏ chanh vàng, 1 ống hương vanilla để cho giúp bánh của mình thơm hơn, và 1 ống hương chanh. Và 80g đường. Sau đó thì mình sẽ trộn lại cho cái hỗn hợp này nó đều. Thì Loan sẽ cho cái phần men cái lúc nãy mình đã ủ vào trong cái phần phô mai nè. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào 300g bột mì và mình sẽ nhồi bột. Phô mai này nó đã ướt sẵn rồi cho nên mình sẽ không cho thêm sữa tươi hay gì nữa nha cả nhà. Mình chỉ nhồi như thế này. Nhồi một lúc thì cái bột của mình nó đã mịn lại, nhưng mà cái bánh này nó vẫn có còn hơi cái độ nó hơi dính tay một tí xíu. Cả nhà cũng không có cần nhồi kỹ quá, mình chỉ nhồi để cho bột nó mịn lại là được. Sau đó thì mình sẽ bọc cái màng bột thực phẩm, mình bọc lại và mình sẽ để cho nó bột nghỉ 20 phút. Bột của mình bây giờ ủ được 20 phút rồi ha. Bây giờ mình cho bột ra bàn nha cả nhà. Mình sẽ rắc một ít bột mì ở dưới bàn để cho bột của mình nó đừng có dính. Mình sẽ nhồi bột thêm một lúc nữa ha. Sau khi nhồi bột xong thì Loan sẽ chia bột thành 8 phần lớn và 8 phần nhỏ. Chia bột xong thì Loan sẽ vo tròn những cái viên bột lại như thế này.
Bây giờ thì Long sẽ rắc một ít bột mì dưới bàn và mình sẽ đè dẹp cái cục bột của mình như thế này ha. Mình cho một ít bột mì và mình khoét một cái lỗ chánh giữa như thế này. Sau đó mình sẽ vo cho nó hơi tròn tròn lại. Mình làm như thế này nha cả nhà. Nó như vậy là xong một cái bánh rất là đơn giản ạ. Cứ như vậy mà mình sẽ làm cho đến hết cái phần bột của mình nè. Bánh của mình bây giờ đã làm xong rồi đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ chiên bánh. Mình sẽ bắt một cái chảo dầu lên trên bếp và đợi dầu nóng thì mình sẽ cho bánh vào mình chiên. Mình chiên với lửa nhỏ thì để cho bánh nó được vàng đều và ngon hơn nha cả nhà. Mình sẽ trở đều tay để cho bánh của mình nó được vàng đều. Bánh của mình bây giờ đã vàng rồi, bây giờ thì mình sẽ vớt bánh ra nha cả nhà. Ăn kèm với bánh thì Long sẽ có mứt mâm xôi và sữa chua không đường. Thì cái mứt mâm xôi này á, là Long nấu ở nhà cho nên nó có cái độ sánh vừa phải và cái độ thơm, độ ngọt rất là ngon. Mình có thể thay thế mứt dâu. Sữa chua này nó rất là đặc cho nên Long sẽ cho một ít sữa tươi vào trong sữa chua. Mình sẽ khuấy đều lên để mình chan vào cái bánh, nhìn cái bánh nó đẹp hơn. Bây giờ tới công đoạn là mình sẽ trang trí bánh để cho bánh của mình nhìn ngon và hấp dẫn hơn. Mình sẽ rắc vòng quanh sữa chua lên trên mặt bánh. Sau đó thì Long sẽ rắc cái mứt mâm xôi lên trên bánh như thế này để cho bánh nhìn hấp dẫn hơn. Xong rồi thì mình sẽ cho cái viên bánh lên trên như thế này. Nó như vậy là mình sẽ hoàn thành một cái bánh rất là đơn giản mà bánh thì cực kỳ là ngon. Bây giờ thì Long sẽ bẻ thử một cái bánh ra để cho cả nhà xem nè. Ở bên trong rất là mềm. Rất là thơm nha cả nhà. Có cái vị ngọt vừa phải. Ăn rất là ngon.
Bây giờ thì mình sẽ ăn thử với lại sốt sữa chua và cái mứt mâm xôi xem như thế nào ha. Bánh ngon quá cả nhà ơi, có cái vị chua ngọt vừa phải, ăn kèm với lại sữa chua và cái mứt mâm xôi rất là ngon, bảo đảm cả nhà ăn là sẽ nghiện luôn á. Phê quá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cách làm bánh Babanatsi của Loan nha. Chúc cho cả nhà một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video tiếp theo của Loan.